ông Trump so sánh mình với cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ví mình với cố lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela, vì đang phải đối mặt với nhiều vụ truy tố mà ông cho là mang động cơ chính trị. Theo Telegraph, trong ngày 23 tháng 10, ông Trump đã tới thành phố Derry, bang New Hampshire, để nộp đơn đăng ký tham gia cuộc bầu cử, cho vị trí ứng viên Tổng thống của đảng Cộng Hòa. Tại đây, cựu Tổng thống Mỹ đã có một bài phát biểu dài 90 phút, đề cập đến việc bị truy tố và tình hình Israel-Hamas. Tôi không ngại trở thành người như cố lãnh đạo Nelson Mandela, bởi tôi có lý do chính đáng để làm điều đó. Chúng ta phải cứu đất nước khỏi những kẻ tồi tệ, ông Trump nói. Cựu Tổng thống Mỹ dường như muốn ám chỉ rằng mình có thể bị tống giam, như cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, người đã ngồi tù 27 năm vì chống lại chế độ phân biệt chủng tộc, và được trao giải Nobel Hòa Bình. Ông Trump hiện đối diện với 4 cáo buộc hình sự, mà ông coi là mang động cơ chính trị. Trong bài phát biểu của mình, ông Trump cũng chỉ trích cách phản ứng của chính quyền Tổng thống Biden với cuộc xung đột Israel-Hamas. Bài phát biểu từ Nhà Trắng của ông Biden là sự phản bội với Israel. Cựu Tổng thống Mỹ nhận xét, trước những gì đã xảy ra tại Trung Đông, ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ cần một hệ thống phòng thủ tương tự giòn sắt của Israel. Người dân Mỹ cần một hệ thống phòng thủ có thể đánh bật mọi tên lửa đối địch ra khỏi bầu trời của chúng ta, ông Trump nói thêm. Sau khi nộp hồ sơ tranh cử, ông Trump viết trên tấm áp phích kỷ niệm rằng, hãy bầu cho Trump và giải quyết tất cả vấn đề của bạn. Vào các năm 2016 và 2020, cựu Tổng thống Mỹ đều dễ dàng chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của đảng Cộng Hòa tại New Hampshire.